Ở trong Cô-rinh-tô gì? Đoạn 9 câu 6. Mà để Chúa cùng tôi để nhìn vào kinh thánh. Cô-rinh-tô gì? Đoạn 9 theo dõi tôi đọc. Ở trong câu 6, hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu mến người chân ý một cách vui lòng. Amen. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Ở trong câu số 10, đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và ban bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở. Như vậy chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban ân điển dư dật cho chúng ta để đáp ứng mọi nhu cầu và còn dư dật để làm mọi việc lành. Amen. Có hai lãnh vực Chúa hứa về sự sung mãn trong ân điển của Ngài. Chúa Giêsu nói ở trong cái lần gian đoạn 10 như vậy. Chúa nói rằng kẻ cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa khi Ngài đến thì Ngài ban cho sự sung mãn và dư dật. Như vậy thì cái sự sung mãn và dư dật nó đều có nguyên tắc, không có nghĩa là nằm chờ xung đột. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm một cái nhịp cầu để kết nối quyền năng về chúc phước của Chúa cho chúng ta. Vậy thì cái nhịp cầu để Chúa chúc phước cho chúng ta đó là khi chúng ta bước đi ở trong lãnh vực dâng các quyền năng. Amen. Chúa sẽ khiến cho chúng ta có thể sung mãn ở trong lĩnh vực này khi chúng ta bằng lòng để đi với cái kế hoạch của Chúa là gì? Amen. Ở trong câu 10, Đức Chúa Trời cung cấp hạt giống cho người gieo. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta nhận hạt giống chúng ta cất. Tại vì Chúa nói sao? Cho người gieo chứ không phải là cho cất. Quý vị để ý nha. Ở trong câu số 10, đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn. Chúa sẽ cung cấp chúng ta có bánh và đồng thời có hạt giống. Hạt giống đó là cái phương tiện để chúng ta gieo. Nhưng mà lúc chúng ta nhầm lẫn, chúng ta cất hạt giống rồi chúng ta có bánh ăn thôi, chấm hết. Và khi hạt giống mà để lâu thì quý vị thấy nếu ở đây có ai làm nghề nông thì sẽ biết hạt giống nó sẽ bị mối mọt, nó sẽ hư hỏng, tại vì cất trong kho nó sẽ bị sâu bọ đục khoét và hoàn toàn không sử dụng được. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta nhận hạt giống để gieo. Cho nên khi phước hạnh tài chánh đến, Chúa cho chúng ta hưởng trong phần đó, nhưng mà Ngài muốn chúng ta cũng nhân điều đó để làm hạt giống gieo. Nếu chúng ta ăn hết không có một nào, tại vì chúng ta không gieo, phải không quý vị? Chúng ta cứ có tư duy rằng Chúa ban phước cho con, thế là chúng ta sử dụng nó mà chúng ta quên là nên để dành. Giống như người nông dân khi đến cái mùa gặt á, họ luôn luôn lựa cái hạt giống tốt để họ chuẩn bị cho mùa gieo, đúng không ạ? Chứ không thể nào nói là ăn sạch rồi đến cái mùa gieo chúng ta lại đi vay mượn gieo thì chúng ta sẽ trở thành con nợ, và Chúa thì không có ban phước cho các đó. Cho nên luôn luôn là chúng ta nhận được phước, chúng ta có quyền để hưởng phước của Chúa, nhưng mà luôn luôn phải nhớ để dành hạt giống. Để lúc mà Đức Chúa Trời hành động, chúng ta gieo ngay thời điểm đó, chúng ta sẽ tiếp có một mùa gặt. Amen. Amen ạ. À? Amen. Cho nên là nếu chúng ta không làm việc này, quý vị, chúng ta sẽ không có mùa gặt nữa. Có thể nhiều khi trong cuộc đời chúng ta chỉ có một lần gặt thôi, và sẽ không bao giờ gặt nữa. Có một câu chuyện kể về một đầy tớ Chúa.
Ông luôn luôn làm công việc là người gieo. Bất cứ đồng tiền nào mà ai đó đặt ở trong tay của ông thì ông đồng đều chuyển ra. Khi đến một ngày ông có một tư duy là ông gieo nhiều rồi, và bây giờ thì đến lần ông nhận, ông không muốn gieo nữa. Thì câu chuyện được kể lại rằng đó là một lần cuối cùng trong cuộc đời của ông, sẽ không còn nữa. Cho nên nếu chúng ta quyết định ở trong phần gieo, chúng ta luôn luôn có một đặt. Và đó cái tầm quan trọng việc gieo ở trong bốn năm ạ. Chúng ta sẽ nhìn lên trên màn hình để thấy. Con bốn La Mã con. Bốn La Mã đi con. Thứ nhất là Đức Chúa Trời, Chúa ban hạt giống. Thứ hai là con người. Tiếp con cái mùa gặt. Như vậy quý đại đức Chúa thấy rằng hạt giống Chúa, mùa gặt và Chúa, chúng ta làm một việc duy nhất đó là gì? Đúng không ạ? Chúng ta không làm công việc của Chúa là hạt giống, nhưng mà Chúa ban hạt giống. Đúng không? Rồi mùa gặt của quê Chúa, chúng ta không có thể tạo ra mùa gặt được, nhưng mà mùa gặt là Chúa cho có mùa gặt. Như vậy những phần con người đó là duy nhất là gieo. Chúng ta thấy có dễ không ạ? Giống không phải là Chúa ban giống. Tạo ra mùa mình tạo được, Chúa tạo. Có một phần duy nhất là con làm nhẹ nhất, đó là gieo. Điều gì quá khó Chúa Giêsu làm rồi. Chỉ còn cái việc dễ nhất là con cầm là con bỏ nó xuống đất thôi à. Nhưng mà từ cái chỗ con cầm cái hạt giống con bỏ xuống đất, nó xa và nó rất là khó. Nhưng nếu người nào đã tiến mới phần 10 thì gieo rất dễ. Amen à. Tôi khẳng định với quý vị điều này. Nếu ai đó đã chung tiến được phần 10 thì phần này làm rất dễ. Còn nếu không nộp phần 10 thì đừng nói chuyện này. Tại vì khó. Đúng rồi. Khó để cầm hạt giống mà đành làm bỏ xuống dưới đất. Cái này của con phải không ạ? Nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc gieo. Amen. Chúa ban hạt giống, Chúa tạo thành mùa gặt, chúng ta gieo thôi. Amen. Tuyệt vời. Amen. Nếu chúng ta không làm việc này, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự đột phá. Cuộc đời của chúng ta nó là bình an Jerusalem. Bình an Jerusalem. Văn qua Jerusalem mà không bao giờ thấy sự bình yên của Chúa nữa. Thì nếu chúng ta bước đi ở trong cái nguyên tắc này, cái luật này của Chúa, chúng ta sẽ thấy sự bình yên của Chúa. Và điều chắc chắn, chúng ta sẽ là người mà Đức Chúa Trời tin. Tôi rất là amen một đầy tớ Chúa. Đó là Warren. Ông nói rằng chúng ta tin Chúa là phải. Phải tin thôi. Nhưng điều quan trọng làm sao để Chúa tin chúng ta. Ngài có thể phó của cải vào trong tay của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta không thể nào mà nhìn thấy Chúa tin cậy như vậy. Nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta về vấn đề của cả. Chúa Giêsu nói rất rõ, lòng có người đâu thì của cải. Dạ. Cho nên nếu chúng ta không để của cải trong vương quốc của Chúa, lòng ta không có ở đâu, chúng ta không thể nào có thể kinh nghiệm Chúa sẽ làm một điều vĩ đại ở trong cuộc đời của mình. Amen. Dạ. Cái điều quan trọng là khi chúng ta dâng, nó không định mức là dâng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là sau khi dâng chúng ta để lại bao nhiêu. Lý do tại sao Chúa Giêsu ngài nói về người đàn bà quá dâng 2 đồng, mà Chúa nói rằng đây là người đàn bà dâng hết những gì bà có, một sự biểu hiện cho cái sự tận hiến. Trong khi đó có những nhà giàu đến đó để dâng rất nhiều tiền, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói gì? Họ dâng của còn dư lại. Cho nên nó có 2 lãnh vực. Khi chúng ta ở trong sự khó khăn,
chúng ta sẽ dâng hết những cái điều gì mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ khi Chúa ban phước thì chúng ta lại dâng của dư mà không dám dâng hết những điều Chúa muốn chúng ta. Bởi vì có một điều chắc chắn là bột sẽ không hết trong vò, dầu sẽ không hết trong bình nếu chúng ta dám bước đi với Chúa. Amen. Chúa không bao giờ Ngài có tư tưởng là ta bị phá sản gì đâu, nhưng chúng ta sẽ phá sản vì không dâng. Amen. Amen. Tôi dám khẳng định với quý vị, tôi sẽ từng cái bước để làm chứng cho quý vị thấy từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên về những gì chúng tôi đã kinh nghiệm ở trong cuộc đời của mình và trong bầy chiên mà Ngài giao chăm sóc họ. Nên anh chị em ơi, khi mỗi một lần chúng ta dâng thì Chúa sẽ nhìn thấy, Ngài luôn quan sát. Chúa Ngài ngồi tại đền thờ để nhìn thấy người ta dâng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Chúa đang nhìn quý vị dâng. Chúng ta dâng, thái độ của chúng ta dâng là thái độ thế nào trước mặt Chúa? Nếu chúng ta dâng bởi vì chúng ta yêu Chúa, chúng ta dâng bởi vì chúng ta làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng một ai đó. Nếu chúng ta dâng, chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang chuyển tài sản về trên đời. Và chúng ta dâng để chúng ta ý thức rằng Chúa, con muốn trở thành một cái kênh để dẫn ơn phước cho người khác. Nếu chúng ta dâng để chúng ta có một ý thức rằng con muốn đem Đấng Christ đến trên thế giới này. Việt Nam thì chúng ta còn trên 90 triệu người chưa biết về Chúa. Truyền giáo là một cái chỗ mà chúng ta sẽ đem Đấng Christ đến cho dân tộc. Chúng ta dâng vào trong vương quốc của Chúa thì Chúa sẽ sử dụng quý vị, sẽ là nguồn phước. Amen. Chúa muốn tôi và quý vị chúng ta hoàn tất kế hoạch ở dưới đất này để về với Chúa. Amen. Mỗi người trong chúng ta đều có một kế hoạch vĩ đại của Chúa trong cuộc đời. Thế nên nếu chúng ta không chăm nhìn Chúa, chúng ta dễ bị lạc hướng. Những của cải đời này sẽ che khuất để chúng ta không thấy Chúa nữa, mà chỉ thấy cổ cả, và chúng ta sẽ mất Chúa. Một cái điều kinh khủng lớn nhất đó là người đó mất Chúa. Có một bài hát nói là mất Chúa là một sự kinh khủng. Thế nên xin Chúa giúp, một trong những cái điều quan trọng trong các cổ nhân, nó là một cái chìa khóa để bẻ gãy sự tham lam. Linh của sự tham lam lúc nào cũng có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta ở với Chúa, chúng ta đi với Ngài thì sự tham lam nó sẽ chết. Nhưng ngày nào chúng ta dừng lại, chúng ta không đi với Chúa nữa thì linh của sự tham lam nó sẽ trỗi dậy. Và đây là một lãnh vực rất là nhạy cảm. Và một trong những chìa khóa để có thể bẻ gãy sự tham lam đó là dâng các của dân. Càng dâng bao nhiêu thì chúng ta không có ý tham lam. Tại vì tham lam là của sự nắm giữ. Chúng ta luôn muốn nắm giữ và chúng ta không muốn bán. Cảm ơn Chúa cho những ngày không có Chúa tôi cần phải nắm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi biết tương lai trong tay Chúa. Amen. Thế nên tôi sẵn sàng để khi Chúa nói con ta cần thì tôi sẽ làm. Amen. Có một câu chuyện ở tại Gò Công. Đây tới Chúa là người phụ nữ mà Mục Sư Lâm đã chia sẻ. Lúc bây giờ tại Gò Công đang ở trong tiến trình xây dựng nhạc viện rất lớn và đang nửa chừng thì thiếu tiền. Cô rất là cảm thấy là bối rối. Và sau đó cô cầu nguyện, và Chúa bày tỏ cô biết là Abraham dâng Isaac. Thế nên một lần nữa cô có bao nhiêu tài sản ở trong nhà
là kêu gọi chồng với con để đầu tư vào. Nhưng mà đầu tư vẫn chưa đủ, thì cô kêu gọi người con trai của mình là bán cái chiếc xe của cái người con trai đó để tiếp tục bỏ vào trong cái nhà nguyện đó, nhưng vẫn thiếu. Nếu một ngày thì cô đến chia sẻ tại giáo hạt Nam Sài Gòn, một sư Lâm muốn cô đến chia sẻ để rồi cô sẽ nhận cái các của dân của các hội thánh, trong đó có tôi một đó. Thì khi cô chia sẻ như vậy thì tôi được cảm động để muốn làm cái gì đó cho người con trai của cô. Tôi nói với thầy Lâm là: thầy ơi, tôi muốn làm việc này. Và thầy Lâm nói là: tốt, bây giờ mình cứ kêu gọi xem coi là các vị cho Chúa dân bao nhiêu. Và sau khi tôi báo số dân rồi thì số tiền đó chưa đủ để có thể mua lại xe cho cháu. Thì tôi mới nói với thầy là mình trước mắt mình sẽ mua cái xe nó có khả năng để đi được thôi, còn xe tốt và là xe mới cháu dân như Chúa thì chúng ta chưa có khả năng. Rồi khi tôi đi về trong buổi sáng từ ở trên lầu đi xuống thì Đức Chúa Trời nhắc tôi một câu: Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Đó là câu nói của trung tâm. Chúa mẹ muốn tôi dâng cái chiếc xe mới cho cái người thanh niên này, để xác định cho người thanh niên này biết rằng Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của con. Amen. Tại vì cô nói là con dâng đi, Chúa sẽ cho con. Amen. Cô nói cho trước tiên thôi, nhưng mà Chúa. Cho nên quý vị đó, Chúa, nếu như tôi không làm điều này thì lời Đức Chúa Trời trở nên không ứng nghiệm cho người con trai này. Và tôi hoàn toàn không có biết cô nói với con của mình như vậy. Nhưng mà khi cô nói điều đó trong một cái thời gian khoảng khắc nào đó tôi không biết. Nhưng mà ngay trong cái buổi sáng đó, sau cái buổi cầu nguyện và kêu dân hiến số tiền chưa là đâu cả, thì Chúa nói với tôi là Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của con. Thế nên nếu như tôi không làm điều này, tức là đại diện Chúa để chuyển giao điều này cho người thanh niên này, thì người thanh niên này sẽ mất cái tin đó. Vì mẹ nói Đức Chúa Trời của mẹ là của con, sao con thấy gì hết, giờ xe cũng mất, con chẳng có xe để đi. Nhưng mà vì chúng ta làm điều này, người thanh niên đó gia tăng đức tin. Và người thanh niên đó giờ hiện tại là đang học Chúa. Cho nên đôi lúc Chúa muốn dùng chúng ta để làm cái kênh phước cho người khác. Chúng ta hay dùng cái từ là Chúa ban phước, nhưng mà Ngài ban phước qua con người. Cái hạt giống mà Chúa đang ở trong tôi để chuyển giao, mà nếu tôi không làm, Chúa không vinh hiển. Amen ạ. Amen. Và nếu mà tôi không làm, hạt giống tôi giữ lại thì nó sẽ bị mối mọt, và tôi sẽ không còn nhận cái gì từ nơi Chúa cả. Nhưng mà bởi vì là người chuyển giao, cho nên khi Chúa muốn chúng ta làm điều này, hãy làm đi, và Chúa sẽ làm việc khác cho chúng ta. Amen. Amen. Quý vị sẽ chú ý hiểu cách để nói đó nè. Yeah. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Người con trai nghe lời của mẹ và tặng hiến chiếc xe đó. Và Chúa muốn dùng tôi để giao chiếc xe đó cho người con trai đó. Amen. Nếu tôi không làm thì tôi tin rằng Chúa sẽ dùng người khác, nhưng mà tôi sẽ mất phần. Amen quý vị. Cho nên khi chúng ta amen với Chúa là chúng ta là một cái kênh mà Ngài dùng chúng ta để chuyển giao cho người đó. Rồi một câu chuyện kế tiếp về truyền đến thánh, như một số lâm vừa nói, thật sự đây là một cái bước ngoặt rất lớn cho vấn đề dân hiến. Cái số tiền đó phải nói là ngoài sự tưởng tượng của tôi với cái cấp độ của hội thánh. Hội thánh chúng tôi chỉ khoảng chừng 100 người, một số tiền 100.000 đô. Nhưng thật sự khi tôi hoàn tất là số tiền là 103.000 đô cho truyền đến thánh và 50.000 đô cho truyền giáo. Cảm ơn Chúa. Chuyện đó được xảy ra trong một cái kỳ hội thảo về tài chính của Dr. C từ một sư chú Hải Phòng, ông ngoài Vũng Tàu. Hôm đó sau sứ điệp thì kêu gọi cho dân 50.000 và tôi cũng cầu nguyện Chúa, tại vì tôi dân tới hai mảng, một cái là đại diện cho giáo hàng và một cái là của hội thánh. Và tôi hỏi ý kiến một sư lâm là: thầy, kỳ này thầy muốn dân bao nhiêu cho trường Vĩnh Thánh? Thì một sư lâm nói là dân gấp đôi kỳ trước.
khi về hội thánh của tôi cầu nguyện Chúa, tôi không thấy Chúa trả lời. Qua ngày hôm sau là ngày cuối cùng để ghi vào phiếu hôn nhân, nói Chúa, Chúa cho con biết con là con phải dâng bao nhiêu. Và khi tôi nhắm mắt thì cái tâm trí của tôi nó giống một cái bảng đen, và bắt đầu con số 1, sau đó nhiều con số 0 ở đằng sau. Và tôi vẫn chưa có hiểu là bao nhiêu tiền. Thì lúc đó Chúa khiến tôi hỏi lại một số lần là thầy, như vậy là bao nhiêu? Thì thầy Lâm nói vậy, thì kỳ trước giáo học bao nhiêu? Cho nên là 50 triệu thầy. Thì thầy Lâm nói là chúng ta gấp đôi là 100 triệu. Và tự nhiên trong cái tâm trí tôi nó lóe lên một cái tâm trí là như vậy là 100 triệu mình chắc 100.000 đô. Tôi ghi vào, tôi ghi xong rồi, mang lên nộp. Tôi nói cô Thu ơi, cô làm ơn cô cất cái tờ giấy giùm tôi và đừng có nói. Để đến khi nào tôi hoàn tất. Về mất ngủ 100.000 đô. Tôi tự trách là mình hấp tấp, hồ đồ, chưa nhìn kỹ mình dám đi 100.000 đô. Bây giờ đào nó ra 100.000 đô. Tôi không ngủ được. Tôi về tôi bàn với thư ký của quỹ. Tôi nói bây giờ bởi đức tin mình dân hội thánh Chúa, chỉ để chừa lại một số tiền ít nữa, còn bao nhiêu là dân đi. Tôi tin Chúa sẽ làm cách này. Đó là nói cho tôi chứ đâu có tin đâu. Lúc đó thì quỹ còn lại trên 300 triệu. Cảm ơn Chúa, Chúa cho thư ký của quỹ rất dễ thương. Nói cái họ amen được. Dân 200 triệu cho trường kiến thánh, 100 triệu amen cho truyền giáo. Amen. Chưa? Amen. Chưa thấm vào đâu cả. Mấy tỷ mà. Mấy tỷ. Tới cái hôm đó thứ bảy, cầu nguyện của hội thánh Chúa. Tôi cầu nguyện mà tâm hồn tôi nó cứ ở 100.000 đô. Làm sao? Con không muốn là kẻ nói láo. Tại vì cái đó là mình theo cái từ gọi là xô hàng đó, mà xô quá hố. Theo cái từ đó, nhưng mà thật sự tôi không có xô hàng. Và tôi thấy Chúa bày tỏ. Và cảm ơn Chúa sau khi cầu nguyện, tôi có chia sẻ điều này với một con khen Chúa. Thì đúng là chỉ có Chúa mới biết chỗ để tìm. Tôi có chia sẻ con này, tự nhiên con được có bộ miệng của nó là em có để dành được 20.000 đô. Em có ý định đặt chân mà em chưa biết chân ở đâu. Thôi giờ em gọi cô 20.000 đô. Từ đó chỉ tôi ngủ yên. Tôi biết cục mây nhỏ đằng xa chắc chắn có mưa lớn. Amen. Và đúng như vậy, Chúa mở các nguồn. Tiền ở đâu nó cùng ồn nó đổ tới. Cho đến khi hoàn tất, tôi mới thở ra một cái. Cảm ơn Chúa, Mục Sư Lâm cứ nói ở trước mọi người là dân 100.000 cho trường Kinh Thánh. Cái nói thầy một nửa, trường Kinh Thánh nửa, trường giá. Nhưng mà thầy vui, được cảm động, cứ nói 100.000. Thế nói Chúa như vậy là Chúa muốn có 50.000 đô trường giá. Con tin Chúa sẽ cho con làm được. Mà đúng như vậy. Chúa cho luôn 50.000 đô để lên chương trình này. Cảm ơn Chúa. Trong những con người đó, ngày hôm nay họ có những bước rất vượt xa. Người phụ nữ dân, cô từ chỗ mất hết, bây giờ Chúa phục hồi và gấp bội lần hơn. Một gia đình mà tôi nói với quý vị là người chồng tính đâm đầu của xe, từ giờ ngồi trên xe hơi cũng là người giữ phần trong 100.000. Một thanh niên trong thời chức vụ của con gái tôi chỉ đóng có 100.000 để đi nghỉ trải hè, nhưng rồi suy nghĩ không muốn đi, gọi cho con gái tôi là trưởng ban thanh niên lúc bây giờ, chị ơi chị em xin lấy lại, em không đi. Cái con gái tôi nói không, đã nộp là không lấy lại. Nhưng mà chính người thanh niên đó giữ phần 10.000 đô. Ngày hôm nay là giám đốc của một công ty về phần mềm. Là một con trai, sau khi gia đình đi Mỹ, ở lại gia tài chỉ có 200 đô. Nhưng mà ngày hôm nay, cái số đồ đó gấp
hàng trăm năm. Cảm ơn Chúa. Khi làm việc này và chính tôi kinh nghiệm thì cái chỗ phải đến từng lon gà thì ngày hôm nay tôi đến các ơn phước của Chúa. Amen. Tôi có thể đứng trước mặt với đại diện Chúa vì tôi đang đi trên con đường mà ngày Chúa sẽ nâng quả. Và tôi nói với quý đại diện Chúa, Chúa rất thành kính. Amen. Tất cả mọi điều Chúa hứa mà chúng ta làm thì Ngài sẽ làm như vậy. Chúa luôn muốn nâng bậc, Chúa luôn muốn chúng ta trở thành một phước và Ngài luôn được hãnh diện trong cuộc đời của mình. Amen. Cho nên tôi ta là quý đại diện Chúa, chúng ta sẽ quyết định để nộp phần mười và nhân cấp của lễ, đó là chìa khóa của sự đột phá. Amen. Chúa sẽ làm cho nó sinh sôi để nở, không phải tôi là quý vị. Nếu chúng ta amen, mức độ gieo sẽ quyết định cho chúng ta. Chúng ta tin Ngài bao nhiêu thì Ngài sẽ làm chúng ta bấy nhiêu. Amen. Và tôi muốn quý vị nhìn lên màn hình về cái bản dân của một tháng của chúng tôi. Đây là những gì mà cả làng của tôi muốn nói với quý vị. Đức Chúa Trời thật thành kính. Khi chúng ta bước đi theo luật gieo và gặt, chắc chắn sẽ gặt. Có cái tên là gì mục sư? Có cái mô hình cấp của dân của Thánh Bác đúng không?